Hôm sau, khi tôi vừa tỉnh thì chị đã thức dậy từ lâu, đang chuẩn bị cho buổi ăn sáng. Một lát sau chị bưng vào cái khay tròn, trên đó có hai ly cà phê sữa nóng bốc khói nghi ngút, cùng dĩa cơm chiên nóng hổi. Hôm nay, chị mặc chiếc áo ngủ mỏng tang, thấp thoáng dưới lớp vải là thân hình đầy quyến rũ. Chị cất tiếng. Em ngủ dữ quá, đến giờ này mới dậy. Thôi đi đánh răng rửa mặt rồi còn ăn sáng nữa chớ. Hôm nay trông chị đẹp và hấp dẫn quá. Đừng có dạo, em học cách nịnh hót hồi nào vậy? Chị đẹp thì em khen đẹp, chứ nịnh hót gì đâu. Chị bật cười, tôi cũng cười theo và đi rửa mặt. Bầu trời chủ nhật đẹp tuyệt, mọi người lũ lượt đi lại trông thật vui mắt. Riêng tôi và chị quyết định ở nhà để học thêm với nhau cho thỏa thích. Điểm tâm xong, tôi nhắc khéo chị về bài học chị đã hứa hôm qua. Chị lườm tôi rồi mỉm cười. Từ từ đã sao em hăng quá vậy? Tại chị dạy hay quá nên em muốn học mãi. Rồi sau khi ăn xong thì một bài học mới lại bắt đầu. Tất nhiên, kèm theo đó là giờ thực hành để nắm bắt sâu hơn. Sau khi thực hành xong, vì quá mệt nên cả hai đều lăn ra mà ngủ. Khoảng 1 giờ tôi thức giấc, bên cạnh tôi chị vẫn còn say sưa ngủ. Lúc này nhìn chị thật là dễ thương. Tôi chỉ muốn che chở cho chị cả đời này. Đây có lẽ là cảm giác của tình yêu mà chị đã cất công dạy tôi mấy hôm nay. Tôi bước đến bên tủ, rót cho mình một cốc nước rồi ngửa cổ uống cạn. Cảm giác mát lạnh làm tôi khoan khoái dễ chịu vô cùng. Thế là từ đó, tôi từ giã căn nhà trọ, rồi dọn đồ đạc đến nhà chị và ở luôn tại đó. Mỗi sáng tôi đi học, chị đi dạy, nhà thì khóa lại. Tuy vậy, chị em tôi rất kín đáo, xử sự như hai chị em ruột, nên hàng xóm không ai nghi ngờ gì cả. Nhờ vậy mà những bí mật của chị em tôi không hề bị phát hiện, các cuộc thực hành ngày càng nhiều như thác đổ. Tôi đã yêu chị mất rồi. Trong trường, chị tôi phụ trách một lớp nữ sinh nên thỉnh thoảng các cô thường rủ nhau đến thăm chị. Trong đó, tôi chỉ chú ý đến Dung. Dung nổi bật giữa đám nữ sinh bởi một sắc đẹp dịu hiền dễ mến. Khuôn mặt Dung thật đáng yêu, chiếc sóng mũi dọc dừa làm tăng thêm vẻ yêu kiều của Dung. Đôi mắt nai đen huyền ngơ ngác cùng đôi môi trái tim nằm trên chiếc cằm thanh tú đã tạo cho Dung một sắc đẹp tuyệt vời trẻ trung. Dáng đi của nàng thật nhẹ nhàng uyển chuyển với làn da trắng trẻo mịn màng tươi mát, tạo ra sức quyến rũ mãnh liệt vô cùng. Hôm nay ngày chủ nhật, Dung đến thăm chị tôi và chị đi có một mình. Do bận việc dưới bếp nên chị nhờ tôi tiếp chuyện với Dung. Tôi vui vẻ nhận lời ngay vì hôm nay là lần đầu tiên tôi tiếp xúc riêng với Dung, người mà tôi hằng tôn thờ vì sắc đẹp. Nếu tôi say đắm chị Thảo về sự chiều chuộng và sự mặn mà của phụ nữ có chồng, thì tôi lại say mê Dung vì sự tươi trẻ của nàng. Câu chuyện giữa chúng tôi cơ bản chỉ xoay quanh việc học hành, gia đình và đời sống của Dung. Qua đó tôi được biết Dung đang theo học lớp 12 do chị tôi phụ trách, là con một gia đình khá giả, buôn bán vải sợi ở Sài Gòn, Dung được thương yêu và chiều chuộng hết lòng. Có lẽ tôi được chị Thảo chị dạy nên có nhiều kinh nghiệm về tâm lý đàn bà nên tôi đã chinh phục được cảm tình của Dung một cách mau lẹ. Sau khi tiễn Dung về, khi tôi đang lững thững bước vào nhà, liền bắt gặp cái nhìn soi mói và nghi ngờ của chị. Con gái người ta là con nhà tử tế đó, nó còn ngây thơ và trong trắng lắm, em mà lặng quạng coi chừng tủ dục xương đó. Ôi chao ơi, con bé ấy nó còn non choẹt, thì mũi chưa sạch, sao sánh bằng chị xinh đẹp của em được. Nói xong, tôi chạy đến định ôm lấy chị, rồi bỗng chị giang tay tát tôi một cái, không hiểu có phải là do ghen với Dung hay không, mà cái tát của chị thật mạnh, khiến tôi rất cả mặt. Từ trước tới giờ, được chị chiều quen rồi, nay bị chị tát một cái, tôi cảm thấy giận dữ vì bị xúc phạm đến danh dự. Tự ái một thằng thanh niên trong tôi bỗng trỗi dậy bừng bừng, tôi không thèm nhìn chị mà đi thẳng ra phía ngoài cửa. Chị thấy vậy lại càng lồng lộn như con hổ dữ bị nhốt vào chuồng, chị nhào vào tôi mà cấu. Lúc ấy, một ý nghĩ lạ lùng và tinh quái chợt lóe lên trong đầu tôi. Lợi dụng sự tự do của đôi tay, chị dùng tay bấu hai vai tôi. Tôi tiếp tục chụp hai tay chị và đè xuống đất. Có lẽ đoán chị đoán được ý định của tôi nên chị hét to. Không, đồ mất dạy, mày không được làm hỗn như thế. Miệng chị hét, còn chân chị thì đạp lung tung vào bụng và người tôi, làm tôi loạn trọn suýt ngã. Những hành động ấy như đổ thêm dầu vào lửa, sự tức giận cộng với niềm dạo dực làm tôi nóng bừng cả người. Cuối cùng thì chuyện đó đã xảy ra. Sau khi tôi đã đạt được mục đích, chị lại giáng bạt tai vào má tôi, làm tôi say sầm cả mặt mày. Nhưng đã biết tội mình, nên tôi im lặng cúi đầu xuống mà không có phản ứng gì cả. Một lúc sau tôi mới khẽ nói. Em xin lỗi chị, lúc nãy vì nóng quá em mới làm như vậy. Chị tha lỗi cho em nhé. Thấy tôi đã hối hận vì những hành động nông nổi
nên chị cũng dịu giọng xuống và ôn tồn bảo tôi. Thôi em lỡ lần đầu, tha cho em đó, lần sau không được làm như vậy nữa nghe không? Dạ, lần sau em không dám làm như vậy nữa đâu. Sau lần đó, có lẽ do chị giận tôi nên chị xin nghỉ dạy nửa tháng để về quê ở Long Xuyên chơi cho vơi nỗi bực dọc của chị đối với tôi. Do thời gian về quê của chị khá lâu nên sự thèm muốn của tôi ngày càng tăng lên mạnh mẽ. Rồi may thay, vào một buổi sáng đẹp trời, Dung lại đến thăm chị tôi. Vì chị đã về quê nên tôi cầm chân Dung ở lại chơi lâu hơn. Qua một lúc trò chuyện, tôi bỗng hỏi Dung: Dung có thích khiêu vũ không? Dung thích lắm, nhưng Dung không biết nhảy vì không có ai hướng dẫn cả. Chộp lấy thời cơ quý báu ấy, tôi nói: Nếu Dung không từ chối, tôi sẽ dạy cho Dung vài điệu nhảy thông dụng. Thấy trong nhà vắng vẻ không có ai ngoài hai đứa tôi nên Dung vui vẻ nhận lời. Giảng xong lý thuyết, tôi nắm tay Dung thực hành luôn. Là cô gái trong trắng, đang tuổi dậy thì đầy ngây thơ nên đôi tay Dung run rẩy trong đôi tay đầy kinh nghiệm của tôi. Lúc này cơ thể Dung nóng bừng như lửa, đôi mắt nhung đen huyền của Dung nhắm nghiền lại, đôi môi mấp máy như muốn nói một điều gì nhưng không thốt nên lời. Dung không có một kháng cự nào với những động tác của tôi. Rồi tôi đã mạnh bạo mà thực hiện những suy nghĩ của mình. Sau khi mọi chuyện đã xong, tôi hôn nhẹ nàng và khẽ nói: Dung có yêu tôi không? Em yêu anh ngay từ khi chúng mình trò chuyện với nhau lần đầu cơ. Sau lần gần gũi đó, nàng ngày nào cũng đến với tôi để tận hưởng niềm hạnh phúc của tình yêu. Điều đó làm cho hai đứa tôi ngày càng gắn chặt nhau hơn. Thời gian trôi qua nhanh trước những niềm hạnh phúc của hai chúng tôi. Hôm nay vì bận ăn dỗ với cha mẹ nên Dung không thể đến được. Buồn quá, tôi nằm dài trên đi văng rồi nghĩ đến nàng. Bỗng một hồi chuông cửa reo vang, tôi ngạc nhiên không hiểu ai đến lúc này. Tuy vậy, tôi cũng bước ra mở cửa và vô cùng ngạc nhiên khi thấy chị Thảo đang đứng trước cổng. Chị đón tôi bằng một nụ cười âu yếm: Ở nhà có gì lạ không em? Em có khỏe và nhớ chị không? Lúc này trông chị mập ra đấy. Em phụ chị xách vali vào đi, có quà cho em đấy. Vâng lời chị, tôi xách hai vali nặng trĩu vào nhà. Sau khi kể cho tôi nghe những vui buồn ở vùng quê yên tĩnh thì chị vào phòng nằm nghỉ sau một chặng đường dài. Sau bữa cơm chiều, tôi tức tốc chạy đến nhà Dung, nói với nàng sau này đừng đến nhà chị Thảo nữa. Sau một lúc bàn bạc, hai đứa tôi quyết định chỉ gặp nhau vào tối thứ bảy rồi khi nghỉ hè, chúng tôi sẽ cùng nhau đi Nha Trang chơi để cùng nhau tận hưởng tình yêu. Từ dã Dung, tôi đi thẳng một mạch về nhà. Chị Thảo đang ngồi đọc báo, nghe tôi gọi, chị chạy ra mở cổng và trách yêu tôi. Gớm, em đi đâu lâu quá vậy, làm chị nhớ quá. Từ lúc chị đi, em cũng nhớ chị quá chừng. Vậy thì chị em mình cùng chung ý nghĩ rồi, mình thực hành về bài học tình yêu luôn nhé. Những buổi thực hành của chị em tôi cứ diễn ra như thác đổ. Mỗi buổi sáng, chị em tôi lại chia tay nhau, chị đi dạy, còn tôi đi học. Thời gian thấm thoát trôi qua, hè đến báo hiệu sự chia tay với thầy cô, bạn bè, trường lớp đã đến. Tôi thu dọn đồ đạc vào vali xong, từ giã chị Thảo để về thăm gia đình. Giây phút chia tay của hai chị em thật là cảm động, chị nghẹn ngào chúc tôi: Chúc em đi đường bình an nhé, cho chị gửi lời hỏi thăm hai bác. Nói xong, chị dúi vào tay tôi 200.000, tôi không lấy, nhưng chị cứ dúi mãi, làm tôi không thể nào từ chối được. Tôi nói: Cảm ơn chị ở lại mạnh giỏi nhé, hết hè em lại lên, thôi em đi. Tôi sợ mình không chịu nổi phút chia tay này nên tôi vội bước nhanh lên xe. Chiếc xe không đi về quê mà tiến thẳng đến nhà của Dung. Có lẽ chị đã cho tôi những trải nghiệm tuyệt vời về tình yêu, nhưng người tôi yêu thực sự thì chỉ có Dung mà thôi. Có lẽ chị chỉ coi tôi như một đứa em trai tinh thần mà thôi. Và đến đây thì thời lượng phát sóng của chương trình cũng đã kết thúc rồi. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin hẹn gặp lại quý vị trong các số phát sóng tiếp theo. We'll be right back.